Chị Yến Viên xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các bạn nhỏ đến buổi học bơi thứ hai. Thật tuyệt vời khi hôm nay được gặp lại bạn bò sữa Sumika. Bạn bò sữa Sumika đã sẵn sàng cùng chị dạy bơi cho các em chưa nào? Hôm trước chị đã dạy cho các em cách khởi động và động tác thở nước lúc nước. Hôm nay chị sẽ dạy cho các em cách đạp chân ếch. Đây là một bài học rất là quan trọng đó nha. Để bơi được chân ếch thì mình cần thực hiện ở trên cạn trước. Chân ếch nó có 4 bước, đó chính là co, bẻ, đạp, khép. Sau khi mà mình tập thuần thục chân ếch trên cạn rồi, bây giờ thì mình sẽ đạp chân ếch dưới nước nha. Thì muốn đạp ở chân ếch dưới nước thì mình cũng sẽ nằm lên trên thành hồ, cho nửa thân ở phía trên và nửa thân ở phía dưới. Sau đó thì chân ếch có 4 bước, đó chính là co, bẻ, đạp, khép. Mình luyện tập chân ếch trên thành hồ thuần thục rồi thì bây giờ mình sẽ cần phải có phao để mà mình luyện tập di chuyển chân ếch nha. Thì chị Viên sẽ nhờ bạn bò sữa mang phao ra giúp chị Viên nha. Bạn bò sữa ơi, cảm ơn bạn bò sữa nhiều lắm. Thì đây chính là phao lưng để hỗ trợ mình đeo vào lưng để giúp mình nổi hơn, còn đây là phao tay để giúp mình cầm vào phao và mình sẽ đeo chú ý đạp chân ếch nha. Bây giờ là chị Viên sẽ đeo phao lưng thì mình sẽ choàng cái phao này qua phía sau lưng của mình. Bây giờ mình sẽ kết hợp nước bước và đạp chân ếch nha. Chị biết đâu. À, kẻ sữa Sumika. Chị cũng đang cần nạp năng lượng đây. Em mời chị. Chị cảm ơn bò sữa nha. Dạ. Buổi học hôm nay là kết thúc rồi. Các bạn nhỏ sau khi mà về nhà nhớ luyện tập thường xuyên nha. Chị cũng cảm ơn kẻ sữa Sumika đã chung tay vì một Việt Nam không còn trẻ em đuối nước. Bye bye. Cùng kẹo sữa Sumika, chung tay vì một Việt Nam không còn trẻ em đuối nước.